Xin kính chào quý vị và các bạn. Thục Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 24 tháng 1, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng trên. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 24 tháng 1, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, thực hiện khám xét đối với Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết thêm, hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng, đảm bảo thu hồi triệt để cho nhà nước. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, vụ án trên thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định ông Trần Đức Quận đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến dự án Đại Ninh. Hành vi của ông Quận bị cáo buộc gây hậu quả rất nghiêm trọng. Liên quan vụ án này, mới đây, ngày 2 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Ông Hiệp bị điều tra về tội nhận hối lộ. Trước đó, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra về tội nhận hối lộ. Chuyên bà Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng buôn lậu, gian lận thương mại vàng và hàng giả, vụ 1 của Văn phòng Chính phủ bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Dự án khu đô thị Nam Đà Lạt được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận vào ngày 30 tháng 12 năm 2010. Dự án nằm trên địa bàn 4 xã của huyện Đức Trọng gồm Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hìn và Ninh Loan. Có tổng diện tích đất quy hoạch lên đến hơn 3.595 ha, trong đó diện tích thuê rừng trên 1.050 ha, tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ năm 2010 đến 2018. Đến nay, sau 13 năm triển khai, dự án mới chỉ thực hiện được một số hạng mục, 15 nhà làm việc và nghỉ dưỡng của chuyên gia, một hội trường, 6 trạm dừng chân, khoảng 20 km đường nội bộ và trồng hơn 10 hectare rừng trên diện tích lấn chiếm đã được giải tỏa. Các hạng mục này đều là hạng mục phụ và đã xuống cấp nghiêm trọng. Liên quan dự án nói trên, tại kết luận thanh tra chính phủ số 929 ngày 12 tháng 6 2020, thanh tra chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động thu hồi đất. Sau kết luận này, công ty Sài Gòn Đại Ninh đã có văn bản kiến nghị lên nhiều cơ quan chức năng xem xét lại việc thu hồi dự án. Đến ngày 8 tháng 7, 2021, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản thông báo sửa đổi một số nội dung trong kết luận số 929, rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với dự án trên. Thanh tra Chính phủ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo luật đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo luật đất đai năm 2013, hoàn thành dự án theo đúng cam kết, đầu tư theo quy mô đã được phê duyệt. Trước khi sửa đổi, bổ sung kết luận này, Thanh tra Chính phủ đã lập tổ công tác để thẩm tra. Trong tổ công tác có ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng và nhiều cán bộ khác. Tháng 10, 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng xem xét cho dự án được tiếp tục triển khai theo kết luận Thanh tra Chính phủ, đồng thời lập tổ công tác nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho chủ đầu tư công ty Sài Gòn Đại Ninh. Trong văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vào ngày 11 tháng 11, công ty Sài Gòn Đại Ninh báo cáo đến nay, công ty đã đầu tư tổng số tiền vào dự án là 2.000 tỷ đồng. Công ty đề nghị nâng tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án khu đô thị, thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh từ hơn 25.200 tỷ đồng lên hơn 30.200 tỷ đồng. Đồng thời, đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án với quy mô sử dụng đất không thay đổi là gần 3.600 ha. Tại kỳ họp thứ 10 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng và Chủ tịch tỉnh Trần Văn Hiệp bị kết luận thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đầu tư, đất đai, nhà ở, bảo vệ môi trường. Xoay quanh vụ việc trên, chúng tôi đã sản xuất các video liên quan, nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé.
Những ngày cuối tháng 6 2020, tỉnh Lâm Đồng xôn xao vì kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm tại các dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó có siêu dự án khu đô thị, thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh. Dự án ban đầu thuộc Công ty Sài Gòn Đại Ninh do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc, người đại diện pháp luật. Vốn điều lệ năm 2010 là 300 tỷ đồng, đến năm 2017 nâng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Cao Trí, sau những mua bán qua lại, đã làm chủ siêu dự án rộng 3.595 hectare này. Từng có lúc, vị đại gia Nguyễn Cao Trí đề nghị nâng tổng mức đầu tư lên hơn 30.200 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Cao Trí cam kết tiếp tục góp vốn và hỗ trợ nguồn vốn cho công ty trong quá trình đầu tư, thực hiện dự án với số tiền 543,74 tỷ đồng, theo tiến độ triển khai dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận. Trở lại kết luận thanh tra 929, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động thu hồi đất đối với 3 dự án có vi phạm về pháp luật đất đai và đầu tư, gồm dự án thuê gần 80.000 m2 đất tại thành phố Đà Lạt để làm vườn ươm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đà Lạt, dự án xây dựng khu du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp King Palace của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàn Cầu, dự án Sài Gòn Đại Ninh. Theo kết luận thanh tra 929, tại dự án Sài Gòn Đại Ninh có các vi phạm như chậm tiến độ dự án, không tuân thủ nghĩa vụ tài chính để xảy ra mất 257 hectare rừng và để lấn chiếm 111 hectare đất rừng, vi phạm trật tự xây dựng khi xây hội trường 560 m2 và 15 nhà chuyên gia không có giấy phép mà cơ quan chức năng không có biện pháp xử lý triệt để. Thanh tra Chính phủ nhận định trách nhiệm thuộc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phụ trách, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng và các tổ chức cá nhân liên quan qua các thời kỳ. Sau khi có kết luận thanh tra 929 của Thanh tra Chính phủ, Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã có văn bản kiến nghị lên nhiều cơ quan chức năng xem xét lại việc thu hồi dự án. Thanh tra Chính phủ đã lập tổ công tác để thẩm tra theo kiến nghị của doanh nghiệp. Đáng chú ý, trong tổ công tác này có ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng, người sau này đã bị bắt vì tội nhận hối lộ tại dự án này. Đến ngày 8 tháng 7 2021, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ thời điểm đó là ông Trần Văn Minh đã mất, ký thông báo kết luận sửa đổi một số nội dung kết luận thanh tra 929, trong đó rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động thu hồi đất đối với dự án Sài Gòn Đại Ninh. Đồng thời, bổ sung yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư 2014, gia hạn sử dụng đất theo Luật Đất đai 2013, yêu cầu hoàn thành dự án đúng cam kết, khẩn trương triển khai đầu tư theo quy mô đã phê duyệt. Trường hợp Công ty Sài Gòn Đại Ninh vi phạm cam kết hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính vì chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất theo quy định, đồng thời rà soát, kiểm tra lại tính pháp lý quyết định số 2020 ngày 9 tháng 1 2018 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để quyết định thu tiền sử dụng đất theo thẩm quyền, chỉ đạo rà soát, yêu cầu công ty nộp thuế chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án nếu có theo quy định. Và từ thời điểm này, siêu dự án của đại gia Nguyễn Cao Trí chính thức thoát án tử theo kết luận thanh tra 929 được tiếp tục thực hiện, sau đó dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng gia hạn tiến độ. Thậm chí, tháng 10-2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng có văn bản đề nghị Công ty Sài Gòn Đại Ninh đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án mà không phải chờ khi có giá chuyển mục đích sử dụng đất và nộp xong tiền sử dụng đất mới triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục dự án. Thời gian tới, Cà phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất về kinh tế bất động sản vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!